làm nước mắm, cắt nguyên liệu ra. Em là con Hải Phòng hay con ở đâu? Người con Hải Phòng. Nước sôi mà ai cho em người con Hải Phòng nhưng không biết làm món Hải Phòng. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với nữ nghệ sĩ Vân Dung. Lạnh quá kẹt cửa luôn không chị? Bây giờ mời chị vào đây. Vào đây. Đứng đây. Đây, đứng đây. Và bây giờ mời chú bấm nút để tìm thử thách. Người chơi tìm đến nhà ông Biên. Rồi. Khu dân cư văn hóa Đồng Quýt, thôn 4 để thực hiện thử thách về ẩm thực. Bấm nút chú Đào. Bấm nút rồi. Như vậy là cũng đã có một chị hỗ trợ cho chị Vân Dung. Ba rồi, ba rồi. Đồng Quýt thôn 4. Đúng rồi, mừng quá, cuối cùng cũng đến đích rồi. Ôi trời đất ơi. Đây, 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 đây. Thởi nón ra, thởi nón ra. Ôi trời ơi. Làm gì, làm gì? Tại đây, người chơi có nhiệm vụ thu gom thân cau đã trẻ nhỏ được phơi ngoài sân vào gốc na cạnh nhà. Ok. Còn cho em với các bác ơi. Fan của chị Dung nhiều lắm. Nhanh lên các bác ơi. Xong rồi. Sau khi thu gom thân cau xong, người chơi sẽ nhận được cua và bắt tay vào làm món nem cua bể. Ok, rồi nghe rồi, nem cua bể, luộc cua trước. Luộc cua trước hả? Luộc cua rồi mới tách cua được. Món này là đặc sản Hải Phòng đúng không mọi người? Đó chị, à, cảm ơn anh cho em xíu vô đây đi, em luộc. Để em đi, đúng rồi. Bà con ơi, vỗ tay, bà con ơi, cổ vũ nào. Phương ơi, thầy, thấy hành nhá. Thấy hành cho vào đây. Chị ơi, cái này đang rất là ngon rồi. Bây giờ mình chỉ cho là cua vào, hai chị em mình gỡ vào là gói chiên. Ok. Chị Dung ơi, số tiền bây giờ đang là 15 triệu 200 ngàn nha chị Dung. 15 triệu 200 nghìn thôi. Phương ơi. Trời ơi. Giỡn cái nhỏ. Rồi, làm gì? Xong rồi, nem xong rồi, bây giờ làm gì? Sau khi hoàn thành món nem cua bể, người chơi sẽ đi tìm 5 người dân để mời họ ăn. Sau khi người dân thưởng thức món ăn xong, người chơi sẽ đặt câu hỏi cảm nhận về món ăn và người dân phải trả lời xuất sắc thì sẽ hoàn thành được thử thách. Chị Dung ơi, mời đi, mời người ta đi. Mời đi. Chị ăn giùm em một miếng đi chị. Dạ, chị ăn giùm em đi. Chị ơi. Chị. Xuất sắc rồi. Chị ăn hộ em một miếng đi. Chị ăn hộ em một miếng, nha nhà em. Ăn giúp giùm em một cú. Chị ơi, em là con ơi, con ăn giúp giùm cô. 5 người phải không ạ? Được không chị? Muốn đó. Chị ơi. Rồi con chấm vô. Rồi con nói chữ xuất sắc cho cô nếu con thấy ngon. Xuất sắc. Yeah, chị. Ba người rồi. Còn 2 người nữa thôi nha mọi người. Dạ. Xuất sắc, ba người chị nói chữ xuất sắc giùm. Rất là xuất sắc mới được. Ba người rồi, bên bển mấy người rồi. Một người rồi, thêm một người nha. Nữa. Chị chan giùm em đi chị. Ôi, đưa em. Đây. À, ừ, đây rồi. Rồi lẹ chị, ăn lẹ. Rồi, 5 người rồi, chị nói mẹ chữ xuất sắc. Năm người rồi. Số là 2579. 2579. Số tiền là 12.509.930 đồng. Xin mời chị Vân Dương. Em về rồi các bác ơi. Đây chị, bé Hồng với lại bé Vũ với lại anh Đông. Chú ạ, đây là món nem cháu làm. Mặc dù là có thể là chưa được ngon lắm, nhưng mà đây là tình cảm của cháu đấy, dành cho gia đình, dành cho chú, dành cho hai em. Cháu cũng mong là chú thử món nem của cháu để nhận xét cho cháu xem cháu làm có được không ạ. Ngon không chú? Yeah. Cháu cảm ơn chú ạ. Em mời chị vào trong nghỉ ngơi chút xíu, chuẩn bị đến với thử thách cuối cùng nha. Chào tạm biệt chị, em mời chị vào đây.